Rất khó mà dùng từ ngữ nào để miêu tả về vẻ đẹp của ăn đêm một cách trọn vẹn, bởi nó không phụ thuộc vào phạm trù vật chất nào cả mà phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc của chính bản thân từng du khách. Chất liệu tinh tế được hoàn thiện bởi đôi bàn tay khéo léo của chị chủ và nhà lạnh thành một bức tranh đầy cảm xúc hoàn chỉnh về nơi này. Nằm ở lưng chừng đồi, Ande gồm hai khu chính cách nhau bởi một con suối nhỏ với đàn ngỗng bơi tung tăng đầy màu sắc. Một khu lưu trú dành cho khách với 5 cái lán nhỏ được dựng bằng khung gỗ, mái lợp lá chanh tối giản hết mức nhưng đầy tinh tế. Một khu hành chính bao gồm vườn rau, nhà ăn dùng chung, bếp nấu và cũng là nơi mọi người đọc sách, trò chuyện hay đàn ca với nhau. Tất cả đều rất mộc mạc, rất đơn sơ và có thể gặp được bất kỳ nơi đâu. Mọi thứ đều tinh tế, được thổi hồn vào từng chi tiết ở nơi đây, tạo nên một vẻ đẹp đầy động lực. Nếu bạn là người yêu tự nhiên, yêu giá trị đến từ tâm hồn thì chắc hẳn phải tới nơi này để cảm nhận những giá trị bị quên lãng hay những thứ tưởng như đã mất, nay còn hiện hữu và dùng trái tim để viết nên ngôn ngữ của chính mình. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Another season.